cái chân của nó kia nhá. Chân cái bàn chân của nó lại múa mấy kia nhỉ? Bị sao chứ nhỉ? Đi. Con này chân bị đau gì? Đấy đi tập đấy. Đi đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.